Hello, cả nhà Diệu Nhi Vlog Tây Ninh xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã trở lại với kênh của Diệu Nhi nha cả nhà. Thì hôm nay em chia sẻ với cả nhà thì mình sẽ đi rẫy để mình làm công việc nha cả nhà. Thì chăm sóc, nhổ cỏ, hơi các kiểu. Thì bữa nay em quay chia sẻ với cả nhà cho cả nhà xem cho vui nha. Cả nhà nhớ ủng hộ Diệu Nhi nha cả nhà. Thì bây giờ trước hết em sẽ bẻ cái đám nhãn lồng này để mình lấy đọt mình ăn, xong rồi mình sẽ dọn dẹp nó luôn, mình nhổ nó luôn cả nhà. Đọt nhãn lồng ngon quá cả nhà ơi. Đọt nhãn lồng này mà mình bẻ vô mình luộc cái gì đó mình ăn chay nó rất là ngon. Luộc chấm cá chiên rồi đó, nước mắm cá chiên rồi cả nhà. Rất là ngon luôn. Đây, đọt nhãn lồng nè cả nhà, ngon quá. Cái này mà chấm nước mắm cá chiên là hết sảy luôn. Cái này em sẽ lôi cái dây này để mình phơi nha cả nhà, mình phơi nấu nước uống. Còn nếu mà nhiều quá thì em sẽ cho lại đằng chùa cả nhà, lại phòng hút thuốc á, để cho người ta phơi để hút thuốc cho bà con. Cái này rất là đỏ luôn. Hiếm lắm á cả nhà ơi. Yeah. Cái này đi kiếm, nếu mà không có đi kiếm cũng rất là hiếm, cực lắm. Cho nên là rẫy nhà em nó mọc được một mớ, em chừa lại nè cả nhà. Chừa lại xong bây giờ em sẽ nhiều quá rồi, ăn đọt hết sể rồi thì giờ em sẽ nhổ lên. Nhổ lên để mình phơi khô. Mình phơi khô mình nấu nước uống nha cả nhà. Này nó ăn phân dữ lắm cả nhà. Thì nó mọc gần mấy cái cây mà cây cối của em thì nó sẽ ăn phân dữ lắm, cho nên là giờ em phá bớt. Bữa nay là nó nhiều quá rồi, ăn đọt không sể nữa rồi, giờ em sẽ nhổ nó lên. Kiểu như là giờ nó nhiều rồi. Đó. Quá chừng luôn. Bây giờ mình sẽ nhổ nó lên. Quá chừng nhiều rồi cả nhà ơi. Nhiều quá nhiều rồi. Nhiều quá chừng nhiều luôn. Đã. Thì mình làm rẫy nhà mà cả nhà, thì sáng sáng mình cũng làm đi vòng vòng thì coi cái nào mình thấy không vừa mắt thì mình sẽ làm nha cả nhà. Ví dụ mình coi cây cối đồ ngã hay gì đó mình cầm lên mình cột nó lại, hoặc là mình lãi chòi cây này cây kia, hoặc là cỏ rác đồ này nọ nó bò mà mình thấy không được thì mình sẽ cắt, mình sẽ nhổ nó bớt. Thì hôm nay nhãn lồng nó nhiều quá cả nhà,
thì em sẽ hái để mình phơi, để mình làm nấu nước để mình uống. Còn nếu mà nhiều á, thì em sẽ làm để mà em đem lại chùa. Bây giờ mình hái đọt đi cả nhà ơi. Đọt ngon quá à, mình hái mình ăn. Trời đọt mập mập không, ngon quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy nó tốt không cả nhà? Nó tốt quá trời tốt luôn. Quá trời đã luôn. Nó tốt, nó bò nhiều quá em sẽ cắt em bỏ bớt nha cả nhà, để nó bò nhiều quá là cây trái của mình nó sẽ bị thù, nó không phát triển được, tại vì cái dây này nó rất là ăn phân luôn. Nó bò mấy cái dây thơm của em mà chịu không nổi nó luôn. Đó cả nhà thấy không, cái bộ rễ của nó quá khủng khiếp. Em sẽ nhổ bớt. Nói chung là mình cũng chừa lại mình ăn nha cả nhà. Nhưng mà điều mình sẽ nhổ và cắt bớt. Để nó bò dữ quá. Nó bò dữ quá nó ăn hết phân của cái mấy cái cây của mình trồng. Rồi gọn rồi, mình sẽ đi chỗ khác. Có cả nhà thấy không? Cái bụi nhãn lồng mà nó bò vô cái gốc, nó mọc mốc ở gốc sầu riêng mà nó ăn coi kìa, cái sầu riêng nó vàng luôn, nó không có phát triển nổi luôn cả nhà. Cho nên thì bây giờ mình sẽ nhổ cái bụi nhãn lồng nha cả nhà, cho cái gốc sầu riêng của mình nó phát triển lên, tại vì nhãn lồng nó ăn phân dữ lắm cả nhà, rễ của nó đùm đùm luôn. Thì cả nhà cùng em làm cho vui nha cả nhà. Trước khi mình nhổ cái bụi nhãn lồng thì mình sẽ hái đọt nó đi để mình luộc mình ăn nha cả nhà. Quá trời đọt mà đọt mập mập không cả nhà ơi. Đọt mập mập không.
cực ấy. Quá trời luôn cả nhà ơi, nhổ bớt cơm nhắn lòng lên xe rùa nha cả nhà. Quá trời luôn, một xe luôn cả nhà ơi. Ở trong kia nữa. Nè cả nhà. Một xe rồi nhắn lòng luôn. À, nãy giờ em nhổ nó còn dưới kia nữa, chắc cỡ xe hai xe gì nữa cả nhà, nhiều lắm. Thì mình sẽ đẩy vô nha cả nhà. Em để một xe rồi giờ chắc được xe nữa cả nhà. Quá trời nhiều rồi cả nhà ơi, một xe bự luôn. Một xe nữa cả nhà ơi, xe bự luôn. Hai xe quá đã rồi. Rồi bắt đầu em sẽ đẩy đi. Và sau khi mà mình lãi chòi thì cái chòi mà mấy cái chòi thì cái trái mít mình chừa lại á thì nó sẽ mau lớn hơn nha cả nhà. Thì hôm nay em sẽ đi làm lãi chòi mít. Cả nhà nhớ theo dõi Diệu Nhi coi Diệu Nhi làm thế nào nha, rồi chừa thế nào để cho cái trái mít mình nó có thể nó được mau lớn. Thì cả nhà xem cho vui nha cả nhà, nhớ ủng hộ Diệu Nhi và like và share cho Diệu Nhi với nha cả nhà ơi, cả nhà yêu quý của Diệu Nhi ơi. Thì nói chung làm vườn thì nó lặt vặt, nó lắc nhắc vậy đó cả nhà. Thì mình làm thì em cũng nói chung thì công việc em thì nhiêu đó đó cả nhà, cứ quay lay hoay leo hoay, quay qua làm này rồi quay qua làm kia, thì cứ quay qua quay lại thì làm vậy đó cả nhà. Cả nhà thương yêu em nhớ ủng hộ cho em nha cả nhà. Và đây em sẽ gọi cho cả nhà xem.
đó. Và đây cả nhà nhìn thì xem nè, nó những cái đài mít trái bự trái nhỏ, trái đeo ha, một chùm 2-3 trái thì nó nhiều quá, thì bây giờ Diệu Nhi sẽ tuyển chọn nha cả nhà, tuyển chọn những cái quả đẹp, những cái quả to, trái nó suôn sẻ, nó đều, nó không bị méo, không bị lép, thì Diệu Nhi sẽ chừa lại. Còn những cái chòi mà không có cần thiết, những cái trái không cần thiết thì Diệu Nhi sẽ lặt bỏ hết. Thì sau đây thì mời cả nhà cùng xem nha cả nhà, mời cả nhà cùng em đi lãi chòi nha. Thì ở đây thớm, thớm nó đậm dữ lắm cả nhà, cho nên là bây giờ em sẽ mặc cái bộ đồ dài tay vô, rồi sẽ mang bao tay vô để lãi chòi cho cả nhà xem nha. Đây, mình sẽ lặt lãi những cái chòi như thế này. Và đây là hai trái mít nha cả nhà. Hai trái mít thì Diệu Nhi sẽ cắt bớt một trái, Diệu Nhi sẽ bỏ. Và đây Diệu Nhi sẽ lãi cái này luôn, và cắt những cái chòi này. Đó, cắt những cái chòi này nha cả nhà. Cắt hết những cái một cây như vậy á, nếu mà cây bự á, thì Diệu Nhi sẽ để 2-3 trái, còn hả mà cây nhỏ hơn thì để một trái hoặc hai trái, tùy theo cây nó có sức với không có sức, cây bự cây nhỏ nha cả nhà. Thì cây này có thể Diệu Nhi để 3 trái có thể được. Thì bây giờ Diệu Nhi sẽ tuyển chọn, tuyển chọn những quả để được thì Diệu Nhi sẽ để, Diệu Nhi sẽ cắt bỏ hết những cái chòi này. Những cái chòi không ra gì, và nó sẽ ăn phân và nó sẽ nuôi chất dinh dưỡng, nó sẽ bớt đi của cái trái mà mình để được á, nó sẽ hưởng bớt của mấy cái trái đó, thì thành ra mấy cái trái mà mình chừa lại để mình ăn được á, nó sẽ mất đi cái chất dinh dưỡng. Cho nên mình lãi hết để chất dinh dưỡng cho cái ảnh nuôi cái trái mà mình sẽ hưởng được. Nó Diệu Nhi sẽ cắt bỏ hết. Thì còn lại đây là 4 trái nha cả nhà. Sau khi Diệu Nhi tuyển thì Diệu Nhi sẽ chừa lại 4 trái. Mà sau khi chừa rồi á thì mấy mốt mình sẽ tuyển nữa nha cả nhà. Nó có trái nó bự rồi á thì không hẳn là nó không hư đâu nha cả nhà. Có thể nó sẽ bị sâu hoặc nó bị này kia nữa thì mình sẽ tuyển nữa. Đó. Đó, và sau khi Diệu Nhi đã làm sạch cái cây rồi thì cả nhà thấy không? Còn lại mấy trái mít. Còn lại mấy trái mít đó, còn khoảng 3-4 trái, 2 trái bự và 2 trái nhỏ. Thì Diệu Nhi sẽ để hờ đó, khi mà nó lớn lên chút xíu nữa mình coi coi cái nào được nữa mình sẽ tuyển đợt 2. Chứ nếu mà mình tuyển sát quá, lỡ trái kia nó hư cái trái mít của mình thì mình sẽ không còn trái để mình tuyển nha cả nhà. Và đây, những cây như thế này nó chưa có trái chòi nhiều quá, Diệu Nhi cũng cắt bỏ bớt luôn. Cắt bỏ bớt và thí dụ có trái thì sẽ chừa lại. Chừa lại những trái mà mình có thể mình hưởng được thì mình sẽ chừa lại nha cả nhà. Diệu Nhi còn mấy trái mà nó dư thừa quá, Diệu Nhi sẽ cắt bỏ bớt hết. Và đây Diệu Nhi sẽ chừa lại 4 trái bự bự và nhỏ nhỏ là 4 trái để coi mai mốt mình có thể mình tuyển nữa không nha cả nhà. Tiếp tục. Và đây cả nhà thấy trên mít này không, chòi và trái bông mít rất là nhiều, cho nên là Diệu Nhi sẽ vô đây để tuyển.
Diệu Nhi đây hai trái, Diệu Nhi sẽ tỉa một trái. Tiễn bớt. Ở đây cũng là hai trái, Diệu Nhi cũng tiễn một trái luôn. Tiễn như thế đó thì mấy cái trái mít mà mình chừa lại cả nhà thì nó sẽ phát triển tốt lắm nha cả nhà. Đó. Một trái, hai trái. Thì nói chung là Diệu Nhi chừa lại đi. Rồi mình sẽ từ từ mình tiễn lần lần nha cả nhà. Cái nào đẹp nó tốt thì mình sẽ chừa lại. Đó. Diệu Nhi sẽ lại bỏ hết. Bỏ hết những trái không cần thiết. Ok. Xong nha cả nhà. Và bữa nay là cả nhà cùng Diệu Nhi đi làm rẫy cho vui nha cả nhà ơi. Cả nhà bữa nay cùng Diệu Nhi đi làm rẫy nha. Lại trời. Đã chòi cho mít nó ra trái. Nó ra trái để nó ra đạt. Nó đạt được cái năng suất. Đó. Đó. Lãi vậy cả nhà. Nói chung là nó cũng đơn giản lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn là cả nhà biết liền à. Ở đây trái mít bự quá. Trái mít quá bự luôn cả nhà. Trái mít bự mà chòi cũng nhiều. Cho nên là mình sẽ lãi bớt chòi. Đó. Cái này thì mình chừa lại đi. Rồi bắt đầu từ từ mình sẽ tiễn. Trái này sao nghe không ngon lành gì hết trơn ta. Cái nhà thấy cây mít đó trời quá trời. Bây giờ Diệu Nhi sẽ vô đây lại. Lãi cho sạch chòi, đặng cho cái cây này mình chưa để trái được thì mình lãi chòi dễ cả nhà, thì cái cây mình nó mau lớn nha cả nhà. Nó không có nó không có tác dụng này thì nó sẽ có tác dụng kia. Thì thí dụ như nếu mà cái nó có trái á, thì mình lãi vậy á, thì cái trái mình chừa lại thì nó sẽ mau lớn. Còn mà nó sẽ lớn thân, nó sẽ nuôi cái trái mình tốt hơn. Còn nếu mà cây chưa trái thì mình lãi, mình xiên mình lãi như này cả nhà. Thì cái cây mình á, nó sẽ mau lớn cái cây lắm nha cả nhà. Nó rất là mau lớn luôn. Em thì em rảnh em cứ làm vậy đó cả nhà. Nó lãi chòi. Rồi mình chăm sóc nó vậy đó cả nhà. Thì làm vườn mà. Mình cứ lắc nhắc hết này tới kia vậy đó. Làm này làm nọ vậy đó cả nhà. Đâu có ở không đâu. Người ta không lãi cũng được cả nhà, bỏ thí cũng được nữa. Nhưng mà điều em thì em làm thì em hay lãi vậy đó. Hay chăm sóc em lãi nó vậy đó. Lâu lâu em xịt thuốc thì em pha cho nó bình thuốc sâu, sâu đục thân. Để cho cái thân của nó được phát triển tốt, nó không có bị sâu ăn đó cả nhà. Đó.
Nhưng mà thấy em lãi nó trống không? Đó, nó sạch trống trơn luôn. Thì em chừa thử hai trái. Em chừa thử hai trái coi nếu mà nó có đậu nó ra ngon lành đó, thì em sẽ chừa lại một trái, tiễn bớt trái nữa nha cả nhà. Thì video của Diệu Nhi bữa nay chia sẻ với cả nhà thì Diệu Nhi nhổ hái nhãn lồng rồi, nhổ nhãn lồng nữa. Thì nhổ nhãn lồng rồi, chút nữa mình sẽ vô mình chở nhãn lồng để mình đem lại chùa nha cả nhà. Thì bây giờ em đã chất nhãn lồng lên xe rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi nha cả nhà. Đi chở qua chùa. Mình chở qua chùa. Né qua. Đi, đi coi. Mình chở chở thuốc nam qua bên chùa rồi nha cả nhà. Thì bây giờ em đã về rồi. Bây giờ mình sẽ chặt thuốc nam. Mình còn một mớ nữa. Mình sẽ chặt. Bây giờ mình sẽ chặt mớ này để mình phơi, mình nấu nước uống nha cả nhà. Ê, em qua bển em xin được cái lọn cỏ xước nữa để về em nấu chung. Đó. Bây giờ mình sẽ chặt để mình phơi. Mình chặt nhỏ nhỏ cả nhà, khúc khúc ra. Cái nữa mình phơi, mình nấu nước mình uống. Cả nhà ăn cơm cùng em nha cả nhà. Cái này mình ăn chay đi. Ngay ngày chay mình ăn chay. Mời cả nhà dùng cơm. Em có mấy cái dây nhẫn lồng mấy bụi. Nhiều lắm, cỡ 5-6 bụi mà giờ nó dây nhiều quá, cái em ăn đọt không hết đó cả nhà. Thì em đã bứt. Em bứt bây giờ bứt để em trở lại chùa và để ở nhà một mớ để phơi nấu nước uống, rồi một mớ em trở lại chùa để hốt thuốc nam cho bà con. Cái này là để trị phổi á cả nhà, bổ phổi, nó mát phổi lắm. Cho nên mình ăn rất là tốt, rồi mình nếu mà nhiều thì mình phơi khô để dành mình nấu nước mình uống nha cả nhà. Em để trong rẫy em được mấy bụi không? Ngon lắm. Ăn không hết luôn. Tại bây giờ ăn không hết nhiều quá, em sẽ bứt cái dây nó bớt để em chở đi cho đằng chùa phòng thuốc nam á cả nhà.
phòng thuốc nam á, để người ta hốt thuốc nam. Đáng lẽ là nếu mà mình có thời gian á, em phơi rồi em chặt luôn đem nặng thì nó tốt hơn nữa nha cả nhà, nhưng mà em có thời gian hiện giờ em đem nặng cho bà con ta làm phụ. Thì bây giờ cũng cỡ 9 giờ cho nha, 8-9 giờ vậy cả nhà. Sáng giờ mình đi rẫy, đi rẫy mình bứt nhãn lồng, rồi mình lãi trời mít đồ. Nói chung là làm tùm lum hết, nhổ cỏ đồ. Ở vườn mà cả nhà, mình làm rẫy thì mình làm vậy á. Ngày mình làm miếng thì nó không nó cũng nhòn bớt công chuyện cả nhà. Còn nếu mà mình không làm thì công chuyện nó sẽ nhiều. Em tính bữa nay em xịt thuốc cỏ không, mà em thấy mấy công chuyện lặt vặt nó chưa có hết, thôi bữa nay em làm. Em làm mấy công chuyện lặt vặt cho nó bớt đi, rồi ngày mai em sẽ xịt thuốc cỏ. Nhổ cỏ thơm, trồng thơm. Nói chung mình làm rẫy là vậy cả nhà. Mình trồng lắc nhắc này kia, tới mùa cái mình có mình bán. Ngon cả nhà. Ăn này nhà có này mình hái mình ăn thường thường tốt, mát phổi lắm, bổ phổi. Mỗi một loại rau, mỗi một loại cây thuốc là nó sẽ có một cái giá trị về một gan phổi rồi. Mỗi thứ mỗi trị khác nhau. Như nhà má chồng em bữa cho tên thành phố Hồ Chí Minh, ủa thành phố Tây Ninh đó cả nhà, cái cây ăn so. Ta đi kiếm không ra cả nhà, cái cây đi kiếm không ra. Nhiều khi mua có nhiều loại thuốc mua cũng không có nữa cả nhà, nó khó kiếm lắm. Tại nhà mà mình, nhà mình có rẫy á cả nhà. Hồi đó ông ngoại chồng mình á, bị bệnh u gan á, cái anh hai mình đi kiếm, anh chồng mình á đi kiếm cái đó về nấu cho ngoại uống, rồi cái bứng cái cây đó ở từ ở rừng rậm á cả nhà, đem về cái trồng cái má chồng mình gây ra nhiều á, cái này giống tới giờ luôn. Cái hôm bữa ở trên thành phố Tây Ninh á, ở trên chỗ mà phòng thuốc đâu trên đó, người ta kiếm á cả nhà, ta kiếm ta xin á, tính đi mua mà con gái em nó làm spa trên đó, cái chị khách trên đó đó nói cái con gái em nói trời nhà bà nội em nhiều lắm chị ơi, cái hỏi có luôn xin, cái xuống đây hôm bữa cho một xe ba gác luôn cả nhà, rồi người ta mừng húm luôn, mừng dữ lắm cả nhà. Khi mà kiếm cái loại thuốc nào mà nó hiếm mà nó không có là cho người ta được phòng thuốc, cho người ta ta xin được á, phòng thuốc xin được á là ta rất là mừng. Xuống đây cả chục người luôn, thanh niên và nam nữ gì cũng có hết, xuống đây người ta chặt, ta chặt trụi lũi luôn, cái chở một xe ba gác luôn, ta mừng, ta cảm ơn quá chừng luôn cả nhà. Còn em thì bữa nay em bước nhăn lòng, em qua bên thách bên này, bên phòng thuốc bên Trường Xuân bên này, em sẽ đem một bệnh để cho. Giờ em ăn chén cơm xong, ăn một chén cơm xong thì em sẽ chở qua bệnh, xong rồi về em sẽ làm một chuyện tiếp.
sáng giờ làm nhiều việc con mệt rồi, tí nào không cơm không nổi. Bữa nay ăn cơm với rau không cả nhà, canh cũng rau, cái này cũng bí rau luôn, bí là cũng là rau luôn, rồi cái này rau luộc cũng là rau luôn. Bữa nay em ăn rau không cả nhà? Rau đủ thứ. Nãy đồ còn này không? Nữa. Nữa không? Ừ. Thôi mẹ không? Mẹ biết có ăn không? Không biết còn. Nữa. Làm vậy chứ mệt cái nào. Làm lắc nhắc cái mệt. Ngày mai chắc bên đầu em xịt thuốc. Bữa nay em ăn có hơn nửa chén cơm, không được chén nữa, hơn nửa chén, chén lừng. Và cả nhà uống nước cả nhà. Nó thơm nữa cả nhà. Nói chung là còn nhiều công việc cũng lặt vặt lắm. Hôm nay em cũng lu bu về làm video đồ này nọ. Nó cũng trục trặc vấn đề thì em làm em mò mẫm quá cho nên công chuyện em không có làm, thì bây giờ nó cũng còn một số công chuyện nên cả nhà thì bắt đầu em sẽ làm tiếp. Rồi nếu mà khi nào em cần cái gì cần chia sẻ cho cả nhà xem á, em có ý tưởng á, thì em thấy vui vui thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Thì video bữa nay á, em chia sẻ với cả nhà thì em đi hái nhãn lồng và nhổ nhãn lồng để mình đem lại chùa, và em đi lãi chòi mít xong rồi mình sẽ ăn một mâm cơm chay. Thì tới đây cũng đã dài rồi nha cả nhà. Thì em xin chúc cả nhà một buổi sáng an lành, nhiều sức khỏe và hạnh phúc, và làm ăn thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Thì tới đây video dài rồi, em xin bye bye cả nhà. Em hẹn cả nhà vào clip sau. Cả nhà nhớ ủng hộ Diệu Nhi và cho Diệu Nhi xin một like, một share, một đăng ký nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Yêu cả nhà. Bye bye cả nhà nha.